Thưa quý vị và các bạn, chứng đau đầu, mất ngủ, rối loạn tiền đình là những căn bệnh phổ biến nên nhiều người còn chủ quan. Tuy nhiên nếu không điều trị kịp thời, những bệnh lý này sẽ gây ra các biến chứng nghiêm trọng như là tai biến, đột quỵ và để khắc phục những hậu quả nghiêm trọng mà bệnh lý tiền đình gây nên. Mới đây các chuyên gia bộ môn khoa học thần kinh đã phát triển thành công công thức viên sủi thảo dược Kaiosin và hoạt chất flavonoid trong cao bạch quả giúp tăng tác dụng điều trị lên gấp 86 lần, nhờ đó rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho người bệnh. Được sản xuất theo công nghệ nano tiên tiến của Nhật Bản, tại buổi ký kết chuyển giao công nghệ, sản phẩm được giới chuyên môn đánh giá là sự lựa chọn số 1 cho người bệnh tiền đình. Với cơ chế tác dụng tự nhiên, viên uống rạng sủi khi đi vào cơ thể, công nghệ nano sẽ giúp phân tách triệt để các hoạt chất flavonoid có trong cao bạch quả thành kích thước siêu nhỏ, nhanh chóng thẩm thấu sâu vào cơ thể, tạo ra dòng tuần hoàn cực mạnh để đẩy máu và oxy lên não một cách nhanh chóng, từ đó giúp chống loạn nhịp tim, chống động kinh, tác động sâu chống huyết khối có thể ức chế không chỉ các tác nhân kết tập tiểu cầu như thrombin mà còn giải phóng các hoạt chất khác từ màng tiểu cầu, giúp giảm hẳn chứng mất thăng bằng, chóng mặt, ù tai, mất ngủ, ngăn ngừa biến chứng bệnh tiền đình. Viên sủi thảo dược Caiosin còn được bào chế từ 100% dược liệu quý từ tự nhiên như cao lá đinh lăng, đỉnh phong thảo, cao thông đất, có tác dụng hạ huyết áp, giãn mạch và bảo vệ chống lại tổn thương thần kinh do thiếu máu cục bộ, làm giảm các nguy cơ gây đột quỵ, đem đến hiệu quả lâu dài và an toàn, đạt mức cao nhất. 海王神ハーブ発泡錠剤は、前提障害の初期治療に使われる海王膳を活用し、日本の先進的なナノテクノロジーによって開発されました。この製品は伝染症患者のための有効な治療薬として、専門家の間では高く評価されています。この発泡錠剤は体に優しく、体内に自然に吸収されます。ナノテクノロジーは？ 胃腸のフラボノイド成分を取り出して圧縮し素早く体内に浸透させることができますそれは強力な血流を作り血液と酸素を脳に素早く送りそれによって不整脈、転換を抑えてトロンビンなどの血小板凝固を阻害し流れを改善します血小板膜から他の有効成分を取り出し立ちくらみ、めまい đây là bên uống tiên đình dạng sủi đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ nano và công nghệ nano là một công nghệ hiện đại nhất bây giờ chúng tôi là người đi tiên phong trong việc khai thác tiềm năng của công nghệ này sản phẩm của chúng tôi sẽ có những ưu điểm vượt trội so với những sản phẩm thông thường thì chúng ta biết là cái công nghệ nano nó rất là tiên tiến nó đưa các cái dạng thuốc ở một cái phân tử bé nhất nó giúp ích cho cái việc là thẩm thấu qua các cái niêm mạc da dạ dày và ruột đi thẳng vào máu và nó đi đúng đến cái đích mà ở đây ấy là nó đi ngay vào các cái mạch máu của não nó giúp ích rất nhiều nó tăng cái cường cái tưới máu cho não và đặc biệt là cái vùng tiền đình nhúc tai trong cái cái oxy này của chúng ta đấy trong cái sản phẩm này của chúng ta cũng có thông đất người ta đã dùng nó để mà điều trị những các cái suy giảm trí nhớ và đặc biệt người ta gọi bây giờ là Alzheimer đấy thế rồi chúng ta có thiên ma và nó có nhiều tác dụng đấy, tăng cái sức đề kháng cho cơ thể này ngoài ra thì chúng ta thấy như là đinh lăng chẳng hạn thì nó lại giúp ích cho não rất nhiều để giúp cho cái tăng cái tuần hoàn cho não dạng sủi nữa thì lại càng rất tốt Đấy, khi bỏ một cái viên này vào một à, cái cốc nước của 120 hay là 150 ml nước thì nó tan rất nhanh và khi mình uống vào một cái dưới cái dạng nano thì nó đi vào trong mạch máu và đi đến các cái não đặc biệt là đối với não mà đây chúng ta mục đích của chúng ta là đối với não đối với tiền đình thế và nếu chúng ta kết hợp với lại một cái sản phẩm à, Kyogen, là ăn ta là bổ thần kinh đấy. Hai cái sản phẩm này mà nó kết hợp với nhau thì nó tăng lên gấp nhiều lần cái tác dụng của nó so với những các cái sản phẩm đang dùng ở ngoài thị trường. Cái đặc thù công việc của tôi mà phải đi nhiều nơi nhiều chỗ mà nhất là cái thời gian ấy, quay thì nó không được ổn định, thất thường đi sớm về muộn. Trước đây thì cái hiện tượng mà cứ thỉnh thoảng cứ hay chóng mặt và buồn nôn, cái từ thường hay xuất hiện nhưng mà do chủ quan. Thì đi quay như nhiều khi nó do công việc, Thế là cái bộ phim vừa rồi, vừa mới tham gia. Thì hôm nào nó mình quay mình ngồi lâu, tôi ngồi xuống và đứng dậy thì tự nhiên thấy chóng mặt và bù tai. Thấy người nuốt nao, không thể làm gì được nữa. Cuối cùng đoàn phải nghỉ để đi vào bệnh viện. Các bác sĩ thăm khám thì mới phát hiện ra và nói đấy là cái bệnh của tôi, đấy là cái bệnh tiền đình Trung ương tôi được biết đến cái viên sủi calcium của Nhật bác sĩ có, có 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 cho cái sản phẩm này thì phải nói là uống tôi thấy là khi mình thấy hiện tượng đấy mình uống thì thì thấy nó đỡ ngay đặc biệt là nó rất dễ uống vì tôi được biết là nó thành phần được tạo bởi thiên nhiên phải nói thật là sau khi uống một tuần thì tôi thấy đã trả lại sinh hoạt bình thường và vẫn đi làm việc và với công việc của chúng tôi thì đi nhiều thành ra là có một cái viên cũng rất là nhỏ gọn, cái lọ rất nhỏ gọn thì có thể mang theo mình và khi thấy chấm hiện tượng cái mình có thể uống ngay, thế cho nên tôi rất mừng. Đây là trong những một trong những sản phẩm mà tôi nói có thể có tác dụng chữa tiền đình rất tốt. Caiosin thực sự đã chứng minh hiệu quả khắc phục những hậu quả nghiêm trọng mà bệnh lý tiền đình gây nên và hy vọng qua phóng sự vừa rồi, quý vị và các bạn đã có thêm cho mình một lựa chọn tuyệt vời để giúp điều trị căn bệnh tiền đình hiệu quả và an toàn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại